Ngày 25 tháng 10, theo chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật quy hoạch đô thị và nông thôn. Sau đó cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến dự thảo luật này. Cũng trong phiên họp buổi sáng 25 tháng 10, Quốc hội sẽ tiến hành họp riêng về nội dung nhân sự. Nội dung về công tác nhân sự tiếp tục được Quốc hội họp riêng vào phiên chiều cùng ngày. Sau đó Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật công chứng sửa đổi. Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Tại kỳ họp thứ 8 này, công tác nhân sự đã được Quốc hội xem xét, thực hiện theo thẩm quyền tại phiên khai mạc ngày 21 tháng 10. Theo đó, Quốc hội đã bầu ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.